Ui dồi ôi. Hôm nay hết cười rồi. Không cười nổi lắm. Em biết là tác dụng phụ của thuốc đấy chị ạ. Giờ về xong rồi cái không cười được luôn. Ho à? Hôm nay chuyển sang ho rồi. À ho. Vẫn cười à? Thế là vẫn còn sức để cười. Trời đất ơi. Hai ngồi đây. Cho anh ấy ngồi ngơi. Lên đây đi. Em ơi ngồi chỗ này. Ôi ôi rồi. Mình ngồi chỗ này cho sạch anh nha. Ôi rồi. Ơ nhưng mà có chuyện gì xảy ra tao vẫn chưa biết, tự dưng nhóm mày bảo tao quay. Nè. Hả? Chị em kể cho mà nghe. Hôm đấy là anh muốn bị đúng không nhỉ? Ừ. Cái đợt mà bọn mình chở anh muốn đấy. Xong rồi thằng Omi nó đến, nó mới cả con lợn nó bắt anh muốn đi, xong rồi nó cho anh muốn uống cái gì, xong về anh muốn cứ. Ủa anh muốn hò 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 vậy á? Cứ như vậy thôi à? Đúng vậy. Nhưng mà hôm đấy một người đánh lộn thôi. Nhưng mà sao tự dưng hôm nay anh muốn mặc váy? À đúng rồi. Cái thằng đấy nó cho anh muốn mặc váy, xong rồi nó mặc vét cứ mà nó mặc vét luôn. Nó, ừ. Nói thằng này làm chú rể anh muốn làm con đâu. Nó im bảo. Lúc đấy nha, nó cầm hoa nó tặng anh bốn như thế này nè. Ô chị đi vắng có vài ngày thôi mà mọi chuyện xảy ra hỗn loạn như vậy luôn. Hôm đấy chị đi đâu? Này chị toàn bỏ bọn em thôi. Chị đi phượt. Ôi dồi ôi, em chịu chị. Anh ơi, anh ổn không? Ê, từ hôm đấy đến hôm nay, à, em mới nhớ ra là còn có 2 tiếng thôi. Nó bảo là rời xa vòng tay của nó 2 tiếng là anh muốn hiểu. Ừ. Trời, chắc còn tiếng rưỡi ha. Tiếng rưỡi thôi á? Ừ, ui, thế thì chú mình nhanh chuẩn bị quan tài thôi. Hay là để em đi liên hệ với cái nhà tang lễ. Anh cho anh cục đất này anh hít vào cho quen. Hít thật. Anh có quen mùi đất chưa? Anh ơi, anh đã quen mùi đất chưa? Vẫn hờ. Nhưng mà em thấy anh ấy mặc váy này cũng đẹp chị ạ. Váy xinh nhỉ. Ừ, hay là để anh ấy mặc cái bộ này anh ấy đi xuống đấy luôn cũng được nhỉ. Ừ. Anh ơi để lại cái áo anh bốn nhường như đứa khác, còn anh mặc cái váy này xuống cũng được. Cháu nó lo lắng từ hôm đấy nó lo lắng cho anh bốn kinh khủng. Hôm nọ đấy hôm nay rồi mà chả thấy anh bốn đâu, thế là thấy nó bắt anh bốn em đâm lo. Hôm đấy nhìn cái đó là nó lo nó khóc sướt mướt ấy thấy chưa. Ui rồi. Ui rồi. Ui rồi. Ui nhưng mà chị ơi giờ tự nhiên anh bốn anh nứt. Sao lại không hơn á? Anh bốn đây. Bốn. Anh bốn đây. Ôi. Ui anh nhất rồi. Ôi anh bốn ơi. Bốn ơi. Ôi em đang đùa mà anh ơi. Ui rồi anh ơi là anh ơi. Sao có cái lỗi được chứ em ơi. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi nhất tụi anh nhất đùa. Ê. Anh bảo còn 2 tiếng vậy. Có 2 tiếng bây giờ. Có khi là. Còn 20 phút nữa thôi anh bốn. Bây giờ. Nhiều lắm rồi. Tim, mày nghe tim xem đập mạnh không? Cháu nghe tim đi. Không thấy đập. Hôm nay là ba. Đập chứ. Phải đập chứ. Tăng ba mẹ. Toàn là sao được. Anh ơi. Ôi. Ôi dồi ôi, anh ơi, anh ơi là anh ơi. Anh ơi. Ôi em bố không thấy thở không? Sao lại không thở? Phải thở chứ. Không thấy thở. Quá thở. Thở yếu. Không thở và thở yếu khác nhau. Úi dồi chị đi có vượt có vài hôm nên mà ở nhà hỗn loạn thiếu chị cái mà chuyện không yên. Chị ơi bây giờ thì làm sao đây? Bây giờ làm sao đây? Tự nhiên anh bốn lăn đùng ra đây bọn em không biết làm sao nữa. Chỉ có thằng Omi mới có thuốc giải thôi. Ừ, chị cũng không biết. Thằng bảy đâu? Anh bảy em không biết anh ấy đi đâu từ hôm bữa đến giờ chả thấy đâu, bỏ đi tìm thuốc giải mà giờ chẳng thấy anh đi đâu cả. Ôi anh thấy á? Anh bốn ơi. Mày để yên chị đi tìm. Anh bốn ơi. Anh ơi sao mà anh đan đó vậy? Ui giời ơi. Anh ơi. Anh ơi. Mày ơi. Mày ấm hẳn. Ấn ngực thử xem. Ấn ngực thử xem có sống lại không? Anh ơi thức dậy đi. Ấn ngực cơ mà. Mày không mày chưa đi học cấp cứu người đuối nước à? Mặc dù anh bốn không đuối nước nhưng mình cũng đuối không khí. Ui giời ơi. Ui ôi. Khả năng chết rồi. Mày thì không à, được vậy. Anh ơi thức dậy đi anh ơi, sao anh sao mày đập bụng anh đấy? Tắt thở rồi. Sao mày cứ nói anh đấy mày? Mày phải có hy vọng chứ. Sao mày ngu đần. Mày không thấy ánh sáng của sự sống ở kia sao? Nhưng mà ánh sáng này cũng đang mờ dần rồi. Ôi giời ơi. Anh bốn à? Sao mặt lại lệch rồi? À, có anh ơi có mà đi xuống lỗ rồi mặt cũng phải cân nhá. Chị nỡ lần nào chị nói nhắm mắt thôi anh ơi.
Chắc vậy. Anh ơi. Mày khóc to lên. Anh ơi bỏ. Anh ở nhà đi xúc mình sang con hôm nay chết. Ơi, anh ơi. Ôi, trời ơi. Mày từ đâu đến? Anh đứng yên sao đây? Trời ơi, anh muốn của em. Vẫn bị cái thua cùng bữa hả? Cái chú nó bảo là rời xa nó 2 tiếng rồi ta, mà hôm từ chắc phải gần 3 tiếng rồi. Ôi anh ơi. Mày có cách nào không? Nhưng mày mà có sao? Cách nào không? Hả? Mày có cách nào anh Bún dậy không? Có, đây. Cái gì đây? Tỏi. Dậy thật không? Dậy đây. Dậy không? Anh đọc ở trong sách đây là nó tỉnh dậy được luôn. Ừ, đút thử xem. Ăn hả? Anh đút vào mồm. Đút vào mồm à? Anh chưa vào mồm ngậm mà. Tới là tới dặn vào chân anh Bún rồi. Không biết ăn hay là cho ngửi. Ăn. Thế để chị làm cái nhạc đám ma đó nhá. Làm đám ma làm sao nhỉ? Thôi chị. Một hai ba. Tèo. À không. Nhầm. Anh đúng nha. Anh thử ngửi. Mày điên à? Anh Bún là gì mà mày lại cười? Thử ngửi xem. Nếu qua ngồi trong tình không? Không, em nghĩ cái này phải cho vào mồm ngậm xong nó đúng. Tan từ từ, nó ngấm vào trong máu, nó mới bắt đầu đi vào các hệ dây thần kinh, nó mới mấy đầu tay, mấy chân mới bắt đầu dậy. Mình phải nhai mà sao nó tan được? Không, cơ này nhá, cơ này anh Bún mày phải cho vào, xong rồi tay chân anh Bún dậy đạch đạch, xong rồi chân này đến tay này. Thế, tao xem trong phim là vậy mà. À, như thế à? Ừ. Ui, thôi chưa xem nào. Nhưng mà... Anh ơi, rồi. Cho nhiều thế. Anh ơi, hai phát rồi nhá. Thôi để chị sẵn là đám ma trước nhá. Ba phát rồi, vẫn chưa thấy ông đập mà. Ồ e. Anh ơi. Không đập à? Anh ơi. Không đập à? Thôi bế anh đấy đi, đi chỗ khác đi. Anh ơi. Đi mà anh ấy đi chỗ khác. Anh ấy đi có một vắng có một hôm mà sao anh ra nông nỗi như thế này. Anh 4 tuổi kìa. Ta bảo áo rồi. Của anh đâu? Áo của anh đâu? Sao anh mặc cái áo cái váy như thế này hả? Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Đúng rồi, hôm đấy con Omi nó đòi cưới thằng Alon. Thằng Omi nó đòi cưới anh Bún. Thằng nào? Thằng Omi. Gino. Sáng em bảo chị Gino, chiều em bảo Omi, chị lộ hết cả người. Cưới rồi. Ôi trời ơi. Theo nhân rồi. Cảm ơn anh thật rồi anh ơi. Anh Bún ơi, sao anh đi làm vợ người ta như thế? Khóc dữ vậy. Trời đất quỷ thần ơi, tại sao anh dại dột như thế? Đi làm vợ người ta. Làm vợ em nó có phải tốt hơn không? Ôi ơi anh Bún ơi. Ôi dồi ôi, khóc gì mà khóc dữ thế. Anh tỉnh dậy đi mà. Ôi dồi ôi. Sao mặc cái váy này cute đáng yêu như thế. Ôi dồi ôi. Đưa cho em mặc cho, anh mặc không hợp đâu. Ủa rồi anh còn tranh cho váy của anh đi nữa cơ. Cái váy nó đáng trời yêu mà. Anh ơi. Anh Bún ơi. Qua đây. Làm gì mà chúng mày khóc vãi trời vãi đất vậy? Việc của mày à? Mày ở đây làm gì? Mày toàn phá hoại thôi. Mày đưa tôi phúc trận cái thuốc vớ va vớ vẩn. Xong rồi tao Bún đi ra như thế này là tại mày đấy đằng kia. Đây làm sao lại tại nó em? Nó đúng rồi, hôm nọ nó còn đưa cho em cái thuốc dởm. Anh Bún uống vào, anh Bún hóa anh dở như thế này nè. Ủa thế? Tại chúng mày ngu thôi, chúng mày không biết hòa chế thuốc. Cái này chúng mày đổi với tao. Thế là thế nào? Bây giờ anh Bún đi rồi. Kiểu Bún. Tao không tin con cách gì. Mày cút đi. Mày chẳng làm được cái quần què gì hết. Cút đi. Tao cũng cách của chúng mày không tin tao. Không tin mày đi đi. Cút đi, cút mày cút luôn. Mày chẳng có giờ một đầy muốn tao tin cả. Đại bác là người không tin. Cái gì đấy? Mày cấm gì đấy? Mất trái. Cái gì? Đâu? Xem nó có uy tín không?
như xem cái gì mà xem. Bây giờ tao phải xem nó có uy tín hay không chứ, như lần trước ấy. Tin thì thôi. Thuốc này là thuốc đặc chế của tao. Này, như lần trước mày cũng bảo là thuốc gì gì ấy, phần mày có chuẩn cho mà tao hướng dẫn sử dụng, giờ mà tao pha linh tinh. Rồi, thuốc này chỉ cần uống vào là đỡ. Là chỉ cần một viên thôi đúng không? Một viên thôi. Còn những viên còn lại sao? Mấy viên còn lại phải để phần tao để tao đi đánh mấy lần khác đi. Thế mày cũng uống á? À? Mày cũng uống á? Thuốc này là thuốc duy trì sự sống của tao đấy. Duy trì sự sống á? Ôi trời ơi. Vậy là tức là uống vào anh đây sẽ sống lại luôn hay là như nào? Mày nói chuyện. Vậy tức là cái này chỉ kiềm hãm được cái 2 tiếng đồng hồ của anh ấy thôi đúng không? Nó nói viết đây. Không tin đâu. Nó nói viết đây. Tin tao đi nhá. Nhưng mà từ từ đã. Con nó biết cách tôi mình làm gì biết đâu bây giờ. Ừ, hay là mày đi chơi với thằng Kino nhiều nó. Có mách lẻo gì không? Chúng mày không tin thôi. Tin đi. Tin được một tí. Tin. Nhưng mà anh không tin được. Tin. Phải đi, anh không tin anh cút đi. Thuốc này về đây. Chứ không phải thuốc trường sinh bất lão của tao đâu. Tao mày đưa tao xem nào. Tao đưa thì em xem. Bảo. Đằng nào anh bố cũng hẹo rồi. Ừ. Bây giờ mình cứ cho uống thử. Mình thử đi. Ừ, mình phải thử chứ lỡ đâu được đúng chị. Đúng. Bố làm của anh làm gì hẹo. Hẹo rồi thấy. Bố của anh chỉ mù rồi. Tao cho chúng mày một viên nha. Đâu. Quan đâu, quan đâu, việc về sau là chúng mày phải nghe cho tao. Không nghe là uống một viên thôi. Vậy thôi. Vậy chúng mày uống 2 viên là nó chết luôn. Vậy không nghe. Chết được. Chúng mày phải nghe theo tao. Thuốc này. Thuốc này có làm sao không? Mày cho tao uống thử đi. Mày phải cho uống chứ, tay tao bị tỏi thối. Tao một hộp đầy tao uống hết rồi còn đâu nữa. Cô cứ cho tao dùng uống đi. Ai mà biết được, biết tao mồm thì biết. Mày cho uống là mình uống đi. Uống chưa? Ngọt lắm. Nhấc lên thì anh ấy mới chui xuống ruột được không nữa ở trên mồm. Nhấc lên. Bao nhiêu cái nước lên của tao bây giờ cho chúng mày một viên. Mày cảm ơn mày nhá. Nếu anh bố sống thì bọn tao hỗ trợ mày sau. Tao cũng biết bây giờ đấy. Chúng mày không nghe theo tao thì thằng này chỉ còn đừng chết thôi. Đâu chưa? Từ từ, mày phải từ từ chứ, tao chả thấy tác dụng gì cả. Tao chưa thấy tác dụng cái gì cả. Có sống đâu. Từ nãy giờ toàn ngủ thôi. Anh ơi. Chúng mày phải đợi từ từ. Ho rồi. Anh ho rồi. Anh ho rồi. Ho rồi. Ho rồi. Ho là bình thường rồi. Đấy, thấy chưa, nó uống mà nó chuẩn bị chết luôn đấy. Mày điên à? Mày lừa con tao nữa à? Tao lừa chúng mày làm gì? Đấy là tác dụng phụ của thuốc. Phải từ từ. Mày có thật không? Thật thì chật lòng mèo treo lòng lợn. Trợ mắt lên. Mày nói này, mày giờ này mày vẫn còn như vậy à? Mày còn thơ văn được nữa sao? Tao còn văn thơ nữa, thơ văn mà thôi à? Mày kinh nhấy, mày còn lai láng nó chạy tô tô vậy à? Thế đúng rồi. Là ai uống vào là anh ấy ho mới nhắc lại tôi á. Ho luôn rồi. Vậy thôi à, anh ơi. Ho rồi. Anh ơi tỉnh chưa? Anh ơi, anh tỉnh chưa? Ho tiếp thôi. Là lúc nó ho thôi. Thở mấy không? Vừa rồi là thở được một tí, thở được 2 tí. Cái hai tí cái này mới ho thôi. Uống thuốc của tao vào thở được phải không? Anh nhìn bây giờ nhé. Bây giờ anh mới ho thôi. Này. Ông mày bình tĩnh. Bây giờ chúng mày muốn nó sống thì phải làm sao? Nghe cái gì? Mày phải nghe nói chung như nào thì bọn tao mới nghe được chứ. Mất gì mà tự nhiên nghe mày được. Bây giờ chúng mày phải làm cái lễ. Ồ, lễ gì nữa? Cho uống thuốc vào đàng một cái nghi thức thật là lớn. Lớn. Châu phải cần như cái gì? Nhà chín triệu ngựa trông chín hồng mai. Ôi rồi mày có đi cưới mình được không mà mày đòi cái đấy? Đúng rồi. Gần vậy rồi. Bây giờ kia tao không cưới nhưng mà đấy chúng mày tự hiểu. Bây giờ bọn tao kiếm đâu ra với chín gà gà chín cừu ngựa chín hồng mao. Mới một đao mấy ra còn kiếm được. Lại chuối mấy cái gì nữa? Một nải chuối này, bộ quần áo này, một đôi dép này. Lấy đôi dép mày muốn luôn. Mày lấy đôi dép này được không? Nhà mày thiếu dép lắm à? Bộ nhà mày thiếu quần áo. Con ngu tao làm lễ nhà tao thiếu dép làm gì? Dép mày nhặt về đây không tao không làm lễ chúng mày nữa. Không. Không thôi. Không thì thôi để anh muốn hẹo. Thế mày có làm lễ cho tao không? Đi nhặt về kìa. Đi cho kìa. Mày chỉ cần làm anh bốn tỉnh dậy tao. Mày muốn sao cũng được. Mày không nhặt dép cho tao, tao không bao ra làm lễ nữa. Biết chưa? Mày ơi, tao cầu xin mày đây. Đeo vào. Con kia mày đeo. Cái đeo vào kia. Đeo cho tao.
Không, để ai bốn thì em không được. Em chả đi đâu. Không dẹo à? Chúng mình thích dẹo hết cả lũ với nhau à? Tao không dẹo, tao không sợ. Bây giờ chúng sợ, mày tao không sợ. Chúng mày bật tao. Em mang riêng vào tôi nó đi. Mày thôi nhanh làm lâu đó làm lễ cho mình chưa? Mì đi. Chúng mình bốn toàn đây. Bây giờ cái chân khối này nhá. Bây giờ cái thế là em muốn anh bốn ra đi sao? Bây giờ anh bốn mà ra đi tao em phải chịu trách nhiệm. Uống thuốc độc của tao còn lâu mới sống. thấy chưa nó đi rồi. Đúng rồi. Thành sáu. Tao không có biết. Con kia đeo dép vào đây nào. Con này là con cha ra cha ra. Sao mà biết tên tao khổ cái căn nổi tiếng. Tao không biết anh như thế. Đeo dép tao. Ôi anh ơi. Chấp nhận đi, dính đi. À, à, đâu. Mày á, mày đừng có lấy việc công trả việc riêng nhé, tao đấm mày đấy. Chúng mày muốn cứu luôn. Ê, chà ra mày bảy ơi, nó đánh chà ra của mày, mày không bảo vệ thôi, mày cứ đến mà anh bố. Thằng này sắp ra đi rồi. Đi, chuẩn bị. Không chuẩn bị cái cơ này mày làm tao mất thời gian rồi. Có chết đâu. Bây giờ mày cần những cái gì? Chuối rồi cái gì nữa? Bộ quần áo, mũ. Rồi dép. Ở đây không có chuối. Chúng mày mà không nhanh này của voi chín nhà là chứ. Bọn tao làm gì có chuối? Trên kia. Anh ơi, vác lắc em bốn lên trên kia. Tao đã bổ đi vác không mày mày vác. Tao có bảo mày bảo vác tao đâu. Ai bảo tao vác mày alo. Bảo tao vác anh bốn đâu. Thế mày này cột vác. Tao mày. Chưa cho phép chúng mày vác vậy. Bây giờ nó chúng độc thì tao là người chữa, chúng mày là người chữa. Mày là anh người chữa mày... cho tao. Đúng rồi. Nhưng mà bọn tao chưa tin hẳn. Mày không tin hẳn thì thôi tao đi. Thôi tao tin rồi. Mày. Tin. Khởi nhanh bốn lên trên kia. Tao toàn biết đường. Anh thôi, anh đi em. Anh đi. Anh đi mỗi người một chân một tay. Mỗi đứa một mỗi người một chân một tay, thế thì phải lấy dao để chặt ra. Ơ, bố nói thế phải lấy dao chặt ra nữa chứ thì mới đủ chia. Đây. Đây. Đi ngay đi. Mày không phải đánh tao ơi. Mày không muốn cứu người không? Sáu ơi, bảy ơi, quay mặt ra đây. Anh gồng lên một tí đi. Mày bé đi. Mày mỗi cái loại vác người mà cái con này không làm cái tích sự. Mày chẳng biết gì. Chỉ ăn là tài thôi, ăn xong hiểu tắt bồn cầu. Mày để anh đâu anh, mày chết vớ vào vớ bẩn. Á, con lợn. Tao à hả? Này nhá, mày cái gì đang mày... đấy nhá. Mày muốn tao cứu người. Hai đứa. Ôi dồi, khanh đi, cùng kẻ đánh nhau nữa. Ôi dồi. Tập trung vào khanh nó lên cái nải cuối chứ sao. Nhanh lên, anh đấy sắp ra đi rồi. Anh ơi, anh cầu đi một tí đi. Này, sao ăn lắm nhỉ? Bây giờ mày làm phép hay tao làm phép? Chúng mày đi chậm mày. Ôi thôi, mày làm đi, mày bắt tao đánh. Ở đây thì sao? Khanh đi. Hả? Anh ơi, gây ốm cho mày. Anh ăn gì mà nặng sắp đi tìm lại chuối mà khổ nhỉ? Phải chuối trên này, trên đường, trên đường. Nhanh lên. Nhanh nữa lên, nhanh không anh đấy không còn hơi thở cuối cùng nữa đâu. Đi. Ôi dồi, đây rồi, mấy đứa ơi, nải chuối đây rồi. Ôi dồi, tao khó nải chuối rồi. Mày làm gì? Ngồi hết xuống. Ngồi xếp hàng vào. Nhanh lên. Ngồi xếp hàng ngang ngay dọc. Sao mày cứ đánh tao vậy? Đứng dậy đi. Nó bảo xếp hàng. Ngồi xuống. Xếp hàng. Nó bảo ngồi xuống xếp hàng đi. Xếp hàng vào. Xếp hàng ở đâu? Ngồi luôn. Mày mày đi chữa người hay mày làm giám thị đấy? Con camera này cũng ngồi luôn. Tao ngồi đâu làm sao được giám sát chúng mày được, tao phải giám sát. Vâng vâng vâng.
chú ấy đặt đây là đúng rồi. Sao chú ấy thiếu hai quả cam nữa. Làm gì có, mày nhặt tạm hai bên gạch đi sao? Tôi giết đây, nhanh lên. Giết giết đâu. Thằng dê nhặt gạch lâu thế nhỉ? Đâu rồi? Tao lấy bọn mày. Mày không biết chưa đặt à? Mày đặt đúng rồi. Mày đặt lại đi. Ta nói cho mày biết nha. Chúng mày cẩn thận vào. Chúng mày đào hoa cẩn thận vào. Chặt tao. Trong đây mấy trẻ con vớ vẩn. Chặt tao. Ta bọn tao không phải cho mày xem đâu. Chặt tao. Mày có chặt tự không? Chặt tự đi. Chặt tự rồi. Im. Ờ sẽ khóc à? Chuẩn bị đến giờ làm đấy. Sao khóc dữ vậy? Anh Bốn đã đài đâu? Chặt tôm. Chặt tự, chặt tự. Cầm cái lô bồi mà. Rồi bọn ta chặt tự mày làm lễ đi. Chuẩn bị làm lễ. Cắm một cây hương mà này. Ồ cắm vào đấy luôn hả? Cái củi với cây hương. Bị hút cắm hồ. Đi rồi nó đánh hương đây. Hôm nay nó bố láo lắm. Thế cắm một cây ở đây. Ôi mày có đệ tử đằng sau nó luôn à? Ôi dồi. Ôi dồi. Hôm nay có một con nó bị tâm thần. Hãy cứu con tâm thần này. Cái thằng chứ cái con gì nhầm giới tính à? Ôm ba la ba la 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 chào cờ, chào. Con kia chào cờ đi. Chào cờ phải đưa tay lên mày chứ. Mày biết chào cờ như thằng này đúng. Ngược tay rồi. Mày em ơi, đây là hôm nay kỷ niệm 70 năm thằng chiến thắng ở bên Phú. Mày không biết nghi thức gì là nghi thức cứu sống mạng người. Đừng nhạc. Mày ơi, có cần hát vô cao không mày? Hát điếu văn. Thôi rồi, mày đã làm cho mèo mà mày cứu anh Bốn này hả? Mày thích đùa với tao. Im vào. Im mồm, để tao bắt đầu vào nghi thức làm lễ. Ừ, rồi mày làm đi. Bum ba la 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 ba. Chúng mày quay ngược lại đây, chúng mày cũng bái tao à? Không có phải xin vía chứ gì cả các quan. Thầy ơi, cho cháu xin vía đẹp trai. Còn cái này tao cái này tao khen mày, cái này mày bắt đầu vớp vắng vậy. Xin vía đẹp trai. Thôi mày làm lễ đi, nhanh tối rồi. Sao mà ngoại hồn của thằng Bốn nó đến. Bốn nó đây gọi em gì á? Bốn nó đây chưa nào? Cái bực cả mình nữa mà. Ôi dồi ôi, thế này thì còn nguyên vẹn anh Bốn không? Chúng mày làm tao nóng. Mày làm nốt đi. Mày lúc nào chả nóng? Chuối của thần à? Hả? Ăn quả
Mày để yên tao làm nốt cho nào. Nhanh lên, 3 phút nữa. Lên 4 đi. Nó bị làm sao rồi kìa.